Chanh bà con ta biết chanh hết phải không bà con? Chanh nó tốt vô cùng cho sức khỏe chứ không phải không? Nhưng mà không phải tốt là ai cũng ăn được. Có những người có những bệnh gì không ăn được chanh, chứ không phải ăn chanh là tốt hết đâu nha bà con. Cho những người này là vui lòng đừng ăn chanh. Ăn chanh vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bà con à. Đó là những người lét dạ dày, trào ngược, buồn nôn, nôn mửa, đau ngực, lét họng, rát họng, tiểu nhiều, đau nửa đầu, sỏi thận, đau răng, miệng là vui lòng đừng ăn chanh. Đó, còn ăn chanh nó không tốt gì cho sức khỏe đối với những người và những bệnh thế này. Đó là lét dạ dày, trào ngược, buồn nôn, nôn mửa, đau ngực, lét họng, rát họng, tiểu nhiều, đau nửa đầu, sỏi thận, răng, miệng. Cho nên vui lòng đừng ăn chanh. Ngoài ra là ăn chanh nó tốt, thật tốt cho sức khỏe. Ngoài những người đó thì chanh ăn rất là tốt. Mà trong chanh, khi ta ăn chanh là ăn luôn cả vỏ. Người ta nói dắt chanh bỏ vỏ, nhưng mà mình không bỏ vỏ, ăn luôn, bỏ hạt ra nha bà con. Đó, thì nó hạ được huyết áp, tốt cho bầu và tốt cho thai nhi, tốt cho người đang cho con bú, xóa vết nhăn trên trán, tốt cho tim mạch, cân nặng, sỏi thận, thiếu máu, giảm nguy cơ ung thư, tiêu hóa tốt. Hai miếng chanh một ngày là nửa trái, ăn luôn vỏ, bỏ hạt là tốt, tốt vô cùng đó bà con à. Bà con không biết chứ, hay là biết rồi bà con quên, nhưng mà tôi nhắc lại bà con nhớ vậy, bà con thông cảm nha. Xin chào.